Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 7. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa đường trung tuyến cũng như tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác. Phần đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu như thế nào được gọi là một đường trung tuyến trong tam giác. Cô cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, cô sẽ nối đoạn thẳng AM. Khi đó thì đoạn thẳng AM sẽ được gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc là đường trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Chúng ta có định nghĩa về trung tuyến của tam giác. Nó là đoạn thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện của đỉnh ấy. Từ cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ thấy là trong một tam giác sẽ có 3 đường trung tuyến ứng với 3 đỉnh của tam giác. Cô có thể vẽ 2 đường trung tuyến còn lại là trung tuyến BF và trung tuyến CK. Đó là định nghĩa về đường trung tuyến. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi chứng minh một tính chất liên quan tới đường trung tuyến. Là đường trung tuyến sẽ chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Cụ thể đây là tam giác ABC. D là trung điểm của BC, khi đó đoạn thẳng AD sẽ là đường trung tuyến. Ta cần phải chứng minh là diện tích của tam giác ABD bằng diện tích của tam giác ADC. Chúng ta chú ý hai tam giác này. Nhìn thấy ngay là chúng đã có chung chiều cao, vậy thì ta sẽ hạ AH vuông góc với BC và đây là chiều cao chung của hai tam giác. Tới đây, áp dụng đúng công thức tính diện tích tam giác, chúng ta có diện tích tam giác ABD thì bằng AH nhân BD chia 2, diện tích tam giác ADC thì bằng AH nhân DC và chia 2. Lại có bởi vì AD là trung tuyến nên BD sẽ bằng DC. Như vậy, ta sẽ chứng minh được diện tích hai tam giác này là bằng nhau và nghĩa là ta đã chứng minh được tính chất bên trên. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung chính ngày hôm nay, đó chính là tính chất ba đường trung tuyến trong một tam giác. Cụ thể, ở ví dụ này cô sẽ cho tam giác ABC như trên hình vẽ. Sau đó cô vẽ các đường trung tuyến BE và CF, chúng cắt nhau tại G. Khi mà cô nối AG và kéo dài đoạn thẳng này thì nó sẽ cắt BC tại D. Khi đó chúng ta sẽ có AD cũng là đường trung tuyến của tam giác ABC. Ngoài ra các em hãy nhận xét về độ dài của đoạn thẳng AG so với đoạn thẳng AD, đoạn thẳng CG so với CF hoặc là BG so với BE. Ví dụ như cô sẽ thấy là AG ở đây là 6 thì AD ở đây là 9, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ hai đoạn này là 2/3. Tương tự như thế, BG trên BE cũng 2/3 và CG trên CF cũng là 2/3. Tóm lại, chúng ta sẽ có kết luận qua ví dụ này như sau. Trong tam giác ABC thì ba đường trung tuyến AD, CF và BE đồng quy tại điểm G. Khi đó điểm G được gọi là trọng tâm của tam giác ABC. Ngoài ra chúng ta sẽ có các tỉ số về các đoạn thẳng như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi chứng minh tính chất đó. Ta chứng minh ba đường trung tuyến của một tam giác ABC sẽ đồng quy tại G và chúng ta có tỉ số như thế này. Đầu tiên, cô vẽ tam giác ABC với hai đường trung tuyến là AD và BE, chúng cắt nhau tại điểm G. Cô sẽ đặt diện tích các tam giác tương ứng như trên màn hình là S1, S2, S3 và S4. Thế thì khi đó, bởi vì AD, BE là hai đường trung tuyến của tam giác ABC, theo tính chất là đường trung tuyến sẽ chia tam giác thành hai phần bằng nhau, thì cô có diện tích tam giác ADC bằng diện tích tam giác ABD, bằng diện tích của tam giác ABE và bằng diện tích của tam giác BEC, chúng cùng bằng một nửa diện tích tam giác ABC. Tương tự, chúng ta cũng lại chứng minh được S1 thì bằng S2 bởi vì là GE là trung tuyến của tam giác AGC, S3 sẽ bằng S4 bởi vì GD là đường trung tuyến của tam giác GBC. Chúng ta có diện tích tam giác ADC thì bằng S1 cộng S2 cộng S3. Diện tích của tam giác BEC thì bằng S4 cộng S2 cộng với S3.
Hai diện tích của tam giác này lại bằng nhau, chính vì thế chúng ta suy ra được S1 bằng S4. Tóm lại chúng ta sẽ có là S1 bằng S2 bằng S3 và bằng S4. Như vậy là diện tích của tam giác AGC sẽ bằng 2 lần S3 và nó sẽ bằng 2 lần diện tích của tam giác GDC. Hai tam giác này có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đường thẳng AD. Như vậy chúng ta sẽ có tỉ số là GA trên GD thì bằng 2 phần 1 hay là GA trên AD thì bằng 2 phần 3. Chứng minh hoàn toàn tương tự thì chúng ta cũng suy ra được tỉ số GB trên GE thì bằng 2 phần 1 hay là GB trên BE bằng 2 phần 3. Như vậy là chúng ta sẽ thấy trung tuyến BE giao với trung tuyến AD tại điểm G thỏa mãn tỉ số này. Chúng ta cũng sẽ hạ đường trung tuyến CF và chứng minh các bước như thế này thì ta cũng suy ra được CF và AD cắt nhau tại điểm G. Điểm G cũng thỏa mãn tỉ số này và chúng ta cũng có tỉ số GC trên CF bằng 2 phần 3. Tóm lại ta đã chứng minh được kết luận 3 đường trung tuyến của tam giác ABC đồng quy tại G và chúng ta có tỉ số như thế này. Tóm lại cô sẽ có nội dung định lý như sau. 3 đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó sẽ cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Cụ thể, ví dụ như đây là tam giác ABC, chúng ta có 3 đường trung tuyến AD, BE, CF đồng quy tại điểm G. Chúng ta có tỉ số này và chú ý, điểm G được gọi là trọng tâm của tam giác ABC. Cô lưu ý là các em phải nhớ thật rõ tên các giao điểm của các đường trong tam giác, bởi vì sau đây các em sẽ học giao điểm của 3 đường phân giác, giao điểm của 3 đường trung trực và giao điểm của 3 đường cao. Nếu như nhớ không rõ thì các em rất có thể sẽ nhầm lẫn tên gọi của các giao điểm. Chú ý rằng giao điểm của 3 đường trung tuyến được gọi là trọng tâm. Cô cũng có một vài chú ý. Nếu như G là trọng tâm thì chúng ta sẽ có đoạn thẳng AD đi qua G là trung tuyến. Với AG trên AD bằng 2 phần 3 thì chúng ta cũng có các tỉ số là AG trên GD thì bằng 2 hoặc là GD trên AD bằng 1 phần 3. Ngoài ra, cô cũng sẽ nêu ra cho các em hai cách để xác định trọng tâm của một tam giác. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ vẽ hai đường trung tuyến, sau đó lấy giao điểm của hai trung tuyến vừa vẽ thì đó chính là trọng tâm. Chúng ta vẽ trung tuyến AD, sau đó vẽ trung tuyến BE, giao điểm của hai trung tuyến này sẽ chính là trọng tâm. Cách thứ hai, trong tam giác ABC, chúng ta chỉ cần vẽ đường trung tuyến AD, sau đó bởi vì đường trung tuyến là đoạn thẳng, chúng ta chia nó thành 3 phần và lấy điểm G sao cho AG bằng 2 phần 3 AD. Như vậy, G chính là trọng tâm của tam giác. Đó là toàn bộ phần lý thuyết. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi chứng minh một số bài tập. Bài 1. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau. Cô có hình vẽ cho tam giác ABC cân với hai đường trung tuyến BE và CF. Hãy chứng minh rằng BE bằng CF. Để chứng minh BE bằng CF, chúng ta sẽ thấy là bởi vì BE là đường trung tuyến ứng với đỉnh B nên AE bằng EC bằng AC chia 2. Tương tự, chúng ta cũng sẽ có là AF bằng FB bằng AB chia 2. Lại có tam giác này cân nên AB bằng AC. Tóm lại, chúng ta sẽ suy ra được đó là EC bằng EA bằng AF và bằng BF. Tới đây, ta xét hai tam giác là tam giác BCE và tam giác CBF. Hai tam giác này có BC chung, có góc B bằng góc C vì là hai góc ở đáy của tam giác cân, có BF bằng CE chứng minh bên trên. Như vậy, chúng sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh và từ đó ta suy ra BE sẽ bằng CF vì chúng là hai cạnh tương ứng. Như vậy là ta đã chứng minh xong bài toán. Bài toán thứ hai, nó là định lý đảo của định lý ở bài trước. Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. Hình vẽ cho như sau, cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến là BF và CE bằng nhau, hãy chứng minh tam giác này cân tại A. Đầu tiên, chúng ta sẽ gọi G là giao điểm của hai đường trung tuyến.
Theo tính chất đường trung tuyến của một tam giác thì BG sẽ bằng 2/3 BF, CG cũng bằng 2/3 CE, lại có giả thiết cho BF bằng CE nên chúng ta suy ra BG bằng GC, EG bằng FG. Tiếp theo ta xét tam giác GBC, có GB bằng GC nên ta suy ra nó là tam giác cân tại G, như vậy góc B1 bằng góc C1. Tới đây ta xét tam giác BGE và CGF. Chúng có BG bằng CG, có GE bằng GF và có hai góc BGE và CGF đối đỉnh. Như vậy chúng bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đó ta suy ra góc B2 bằng góc C2 vì chúng là hai góc tương ứng. Lại có B1 bằng C1, chính vì thế ta suy ra được góc B sẽ bằng góc C, chúng cùng bằng tổng của B1, B2, C1 và C2. Tóm lại tam giác này sẽ cân tại A. Bài tập thứ 3, cho G là trọng tâm tam giác ABC đều, chứng minh rằng GA bằng GB và bằng GC. Đây là tam giác đều ABC. Bài này thì chúng ta sẽ chứng minh dựa trên bài trước. Cụ thể, bởi vì tam giác ABC đều nên ba cạnh bằng nhau. Theo đó thì tam giác ABC đều cũng có nghĩa nó cân tại A, vậy thì BE sẽ bằng CF, theo đúng chứng minh ở bài trước. Tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ suy ra nó là tam giác cân tại B và CF thì bằng AD. Tóm lại, chúng ta có ba đường trung tuyến của tam giác đều là bằng nhau. Lại có áp dụng tính chất đường trung tuyến trong một tam giác, GA bằng 2/3 AD, GB bằng 2/3 BE, GC thì bằng 2/3 CF. Như vậy, ba đoạn thẳng này sẽ bằng nhau. Bài tập thứ 4, cho tam giác ABC cân tại A, có AB bằng AC bằng 34cm, BC thì bằng 32cm. Kể đường trung tuyến AM, hãy chứng minh AM vuông góc BC và tính độ dài AM. Đầu tiên, để chứng minh AM vuông góc BC rất là đơn giản, ta sẽ xét hai tam giác ABM và ACM. Ta thấy ngay chúng sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và tới đây ta suy ra hai góc bằng nhau. Hai góc này bằng nhau mà chúng lại ở vị trí kề bù, chính vì thế mỗi góc sẽ có số đo là 90 độ. Tóm lại, AM sẽ vuông góc với BC. Tiếp theo, để tìm độ dài của AM thì chúng ta đã có độ dài của ABAC, độ dài của BC. Chú ý rằng tam giác AMC và AMB đều là các tam giác vuông. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ tìm độ lớn của MC và MB bằng cách lấy BC chia 2 và bằng 16cm. Tới đây thì áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông, chúng ta sẽ tìm được AM bằng cách lấy AB bình trừ đi BM bình, sau đó lấy căn thì kết quả sẽ là 30cm. Bài giảng ngày hôm nay, cô đã giới thiệu tới các em về định nghĩa đường trung tuyến cũng như là tính chất của ba đường trung tuyến trong tam giác. Đồng thời, cô cũng đã nêu ra một số bài tập có chứng minh liên quan tới tính chất của ba đường trung tuyến. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!